Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Lệ Quyên, người ta thường nhắc đến hình ảnh của một nữ hoàng phòng trà. Bởi vì Lệ Quyên đã hát rất nhiều ca khúc, để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng đêm nay, chúng ta được cái may mắn là qua sự thử thách của Quang Lê, hôm nay Lệ Quyên sẽ hát cho chúng ta nghe những dòng nhạc nói về miền Trung. Một bài hát của cố nhạc sĩ Duy Khánh có tên là Nhật Ký Hai Đứa Mình. Qua sự trình bày của đôi song ca, tiếng hát rất ngọt ngào. Mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón Quang Lê và Lệ Quyên. Thay
còn yêu tình yêu núi sông sẽ nát trong tay những dòng nhật ký chết lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chốn từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ dứt đi cũng đàn thiết tha. Thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ dứt đi cũng đàn thiết tha. Thôi cũng qua.